Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2022. Thì hiện tại bây giờ mình vẫn đang ở trên đảo Hòn Sơn tại tỉnh Kiên Giang. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay ha, mình sẽ chia sẻ với cả nhà về có thể nói là một trong những cái quang cảnh đoạn đường mà cũng có view khá là đẹp, mà là nơi tập trung của nhiều cái khu homestay cũng như là nhà nghỉ ở Hòn Sơn này. Đó. Và cũng là một trong những cái điểm mà chụp ảnh check-in của rất là nhiều những cái bạn trẻ đó, hoặc như là những cái khách du lịch khi đến với Hòn Sơn. Đó là đây cái đoạn đường bờ kè này. Khi mà chúng ta vừa đổ dốc bờ kè thôi thì cả nhà có thể thấy được một cái quang cảnh rất là ấn tượng rồi đúng không ạ? Cái nhà sen nè, đẹp lắm luôn á. Khi mà chúng ta ở khu vực này á, thì chúng ta sẽ thấy gần như là được một cái góc ở tại Hòn Sơn. Thì cũng chia sẻ luôn với cả nhà, tại vì mình ở Hòn Sơn vào ngày hôm qua tới giờ rồi. Thành ra là mình bây giờ mới 7 giờ 39 phút thôi. Cái số lượng mà du khách á, sẽ thường thường mà ghé đến đảo Hòn Sơn á, đông nhất vào dịp cuối tuần. Thì thường cái chuyến tàu đầu tiên mà ghé Hòn Sơn là tầm khoảng chừng là 8 giờ 40 đó cả nhà. Thành ra mà nếu mà cả nhà có đi sớm như mình á, thì chắc chắn sẽ chưa được thấy được về cái lượng du khách đổ về nhiều hoặc là đi chơi nhiều. Nhưng mà gần như là ở 2 ngày cuối tuần ở tại Hòn Sơn á, nếu mà cả nhà không đặt phòng trước á, thì chắc chắn là có thể là cả nhà không có chỗ nghỉ ngơi á, và tắm rửa luôn. Đó, đây là một trong những cái biểu tượng ở tại Hòn Sơn, đó là chú rùa vàng. Đây là một cái tảng đá mà chúng ta nhìn ra hình được cái mặt của chú rùa, sau đó là được các nghệ nhân ha đó điêu khắc và vẽ và tô màu lên. Ở đây thì mình thấy có một cái homestay là đối diện với chú rùa vàng này, không biết là có phải là homestay này là người vẽ nên cái tác phẩm nghệ thuật này hay không. Nhưng mà dọc cái tuyến đường này thì có rất là nhiều những cái homestay như vậy cả nhà. Ở đây cũng là một trong những cái chỗ mà bán những cái món lẩu á cả nhà, hoặc là những cái đồ hải sản rất là tươi sống ở khu vực này. Chúng ta có những cái khu vực mua bán mà đông đúc về những cái món đồ ăn á. Một là nó nằm ở khúc ở cầu cảng á, tàu cảng mà chúng ta cập bến ở Hòn Sơn á, hai là ở khu vực này nha cả nhà, là hai cái điểm mà chủ đạo về ăn uống cũng như là chỗ nghỉ ngơi dành cho du khách khi đến Hòn Sơn. Đó, cả nhà thấy thì đây là trong một trong những cái biểu tượng mà du lịch ở tại Hòn Sơn đó. Khi mà cả nhà đến đây đó, cả nhà hãy xem nè, chúng ta vẫn có một cái đường đi xuống để chụp chung với chú rùa vàng bằng đá này nha cả nhà. Đó là những cái bậc thang chúng ta đi xuống rồi chúng ta qua đây. Rồi mà ra thì chúng ta cũng có thể là đi dọc ở cái chỗ đường bờ biển này. Nhưng mà đối với khu vực Bãi Bàng á, mới là một trong những cái, các nhà có thể thấy là những cái du khách buổi sáng là đã có ở đây rồi đó. Bãi Bàng là một trong những cái chỗ mà có thể là tắm rất là dễ dàng đúng không ạ? Với một cái đường bờ biển nó khá là rộng. Còn đối với khu vực Hòn Sơn này á,
Thì đây là một trong những cái biểu tượng đối với cái ngọn núi mà hình con rùa như vậy. Đây, sẵn đây thì mình sẽ mời cả nhà xem chi tiết luôn ha. Đó. Như vậy thì cả nhà cảm nhận rõ ràng hơn ha. Đúng là quá ấn tượng đi chứ. Cả nhà thấy màu sắc được tô vẽ làm nổi bật lên trên cái nền biển xanh. Thì nếu mà cả nhà muốn mà xem lúc mà cái nước biển xanh nhất á, thì cả nhà nên tầm khoảng chừng 10 giờ thì nước biển sẽ xanh hơn. Còn thời điểm này đó là do mình đi là chưa 8 giờ nữa, thành ra là cái ánh sáng á, ở trên trời á, nó đang chiếu ngang thôi, thành ra là nước biển chúng ta chưa thấy xanh lắm. Nhưng mà thật ra chúng ta để ý kỹ á, thì biển Hồ Sơ nước rất là trong và xanh ngọc bích luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi tham quan tiếp tục về cái cung đường này cả nhà ha. Đây là một trong hai cung đường mà cả nhà nhất định phải ghé đến khi tới Hòn Sơn. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi tham quan chỗ bờ biển này tiếp nữa nha cả nhà ha. Đối với bờ biển này thì có một cái nơi tâm linh ở khu vực này. Nếu mà cả nhà có thời gian, cả nhà cũng có thể là đến đây để cả nhà ghé nè, viếng mẹ nè. Có một cái ngôi chùa ở bên trong, không phải ngôi chùa, xin lỗi cả nhà, có một cái hang ở bên trong này. Cả nhà có muốn xem bên trong không ạ? Thôi chúng ta vào xem luôn hang. Nói ngay chỗ mà tượng đá chú rùa tới cả nhà, thì chúng ta sẽ có một cái hang núi đá đây. Rồi, chúng ta cũng vào xem khám phá luôn. Đã đi tới Hòn Sơn rồi phải không ạ? Mình cũng tranh thủ muốn chia sẻ với cả nhà. Rồi, chào cô. Dạ. Dạ. Cho cháu viếng mẹ cái nha. Dạ. Dạ. Dạ, cô là người coi giữ ở đây hen. Dạ. Người ở đây. Dạ, người ở đây. Dạ. Dạ, sáng lên vệ sinh cô ha. Dạ. Vệ sinh sạch sẽ ha. Dạ. À, dạ. Nấu chè qua cúng chùa cô ha. Ở đây có một cái cây sung nè cả nhà. Dạ, cô đi từ từ thôi cô. Dạ, cẩn thận. Dạ, thấy ở đây là một cái nước đá rất là to nè, và cao nữa. Đi mời cả nhà cùng xem ha. À, chúng ta vô đây là chúng ta phải đi thấp người thật là thấp luôn thì chúng ta mới có thể vô được. Ôi, trong đây vô rất là mát mẻ trong đây cả nhà.
Đây là một cái nơi tâm linh khi mà cả nhà ghé đến Hòn Sơn, nếu mà cả nhà có nguyện cầu gì thì cả nhà có thể là đến viếng ha. Rất ấn tượng luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi cả nhà. Ngày xưa có ai mà tu ở trong cái hang này không cô? Có, ai về quê. À, người ta về quê rồi. Dạ, là người ta vẫn còn sống hả cô? Còn dạ. Không. Vậy là người ta chỉ là tu thôi chứ không phải là người ta bên đạo nào hết thưa cô hả? Không, ai ở nhà ở. Ở. Dạ, ở đó không có nhà ở. Thành ra là người ta mới thấy cái khe núi ha. Dạ, hang núi người ta mới vô người ta tu. Dạ. Ăn chay không ạ? Ăn chay. Dạ. Ăn chay không ạ? Dạ, mấy người ta ăn chay. Dạ. Không có ăn lẩu. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Con chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Dạ, chào cô. Dạ. Chúc cho khỏe nha. Dạ, cảm ơn cô. Chào cô nha. Dạ. Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển thôi cả nhà ha. Rồi chúng ta hãy tiếp tục di chuyển thôi cả nhà. Thì đối với tại đảo Lý Sơn, ủa xin lỗi cả nhà, tại đảo Hòn Sơn á, thì cả nhà sẽ có những cái khu vực tập trung những người du khách, cũng như là những cái khu vực ăn uống. Thì đây là điểm đầu tiên nha. Không, cái điểm đầu tiên là ở cái bến tàu chúng ta lên đó. Đây là điểm thứ hai. Sẵn đây để xích lên tí nữa thì mình sẽ giới thiệu với cả nhà về một cái chỗ bán hải sản mà mình thấy là bán đã có dịp thưởng thức mà bán rất là ngon cả nhà. Hải sản rất là tươi mà giá cả thì cực kỳ là hợp lý luôn. Thì nằm ở khúc trên. Những chỗ khác thì mình chưa có dịp thưởng thức, nhưng mà vào ngày hôm qua thì sau cái sự giới thiệu ở tại của chủ nhà nghỉ á, thì mình đã dùng thử một chỗ quán ăn ở trên đây, thì mình phải nói là ngon xuất sắc. Ở đây ngày xưa mà lúc mà chưa được khai thác du lịch đó, là người dân đánh bắt hải sản ở đây cả nhà. Người thì trồng rau, người thì đánh bắt hải sản, rồi sau đó là họ lấy với những cái nông sản, những cái sản vật của nhau, những cái sản phẩm của nhau, rồi sau đó là họ sẽ đổi cho nhau. Đó. Và cái đổi quan trọng nhất vẫn là cái vấn đề lúa gạo. Gạo á, thì theo như mình được người dân mà chia sẻ sống ở đây á, là cái cô ngày hôm qua dẫn mình đi á, cô ấy nói ngày trước á, thí dụ như những con ghẹ đi, con ghẹ ngày trước thì bán chỉ có 20.000 một ký thôi, mà gần như là kiếm người mua nó cũng hơi khó đó. Nhưng mà khoảng thời gian sau khi mà phát triển du lịch á, thì bây giờ đã tăng lên gấp 10 lần rồi. Nên
ra đời sống bà con bây giờ cũng rất là đỡ. Đối với những cái điểm nhấn ở tại Hòn Sơn cái nha, đó là một là chú rùa vàng đó, hai là cây dừa năm hay cây dừa nghiêng gì đó. Thì đây là một trong những cái điểm mà đặc biệt ở tại Hòn Sơn mà gần như là du khách nào cũng phải có một vài bức ảnh kỷ niệm với những cái cây dừa nằm, cây dừa nghiêng đó, chú rùa như vậy. Ở đây cũng có một cái chỗ là miếu bà chúa xứ nha cả nhà, Mã Châu, ấp Bãi Bất. Bãi này là bãi biển Bãi Bất nha cả nhà, ở tại Hòn Sơn á. Thì bãi này thì đa số là rất ít ai tắm biển. Những người du khách cũng như là những người dân sẽ tập trung ở tại Bãi Bàng, là một cái bãi mà có cái bãi cát rộng á, để tắm hơn. Còn ở đây thì cũng rất ít. Đây có một chỗ ta gọi là quán trọ này cả nhà. Mình thấy là những cái công trình mà xây dựng ở đây thì cũng bắt đầu là nhộn nhịp hơn sau khi mà cái lượng khách du lịch đã bắt đầu đổ về Hòn Sơn khá là nhiều rồi. Có những cái thời điểm mà vào dịp lễ cuối tuần á cả nhà, những cái nhà nghỉ với khách sạn ở khu vực Hòn Sơn á gần như là không còn đủ đáp ứng cho du khách á. Ra mà có nhiều du khách thì không có đặt phòng trước á. Thì đây có một cái ngôi chùa Quán Âm Tự, không có đặt phòng trước á thì sẽ không có chỗ nghỉ ngơi. Mà những người dân ở đây á, người ta thấy như vậy á, người ta cũng rất là xót, người ta cũng mời vào nhà hoặc là ở trước nhà để người ta cho ngủ á cả nhà. Ra nói vấn đề mà nghỉ ngơi ở tại Hòn Sơn thì đó là một trong những cái vấn đề quan trọng đầu tiên mà khi mà du khách đi đến. Thì cả nhà, anh chị em, cô chú bác, nếu có thể thì chúng ta hãy xem, chúng ta đặt trước một khoảng thời gian tầm một tuần hay là nửa tháng gì đó, đặt phòng trước cả nhà ha, để trước khi mà chúng ta ghé đến Hòn Sơn. Những cái tàu này là cũng là tàu đánh bắt cá của ngư dân nữa cả nhà. Thì họ sẽ đậu ở khu vực ở ngoài xa xa cái bờ chút, rồi họ sẽ đậu ở chỗ cầu cảng đó, họ sẽ xuống cá hay lên hải sản gì đó, rồi người dân sẽ chạy xe máy ra đó để vận chuyển vào. Nhà thấy nước biển trong hơn rồi hen, xanh hơn rồi, tại bắt đầu nắng đã hơi lên tí rồi, nhưng mà cũng chưa gọi là xanh lắm. Tầm khoảng 9 giờ, 10 giờ, 10 giờ là xanh, theo như là mình thấy là xanh nha, xanh đẹp đó. Còn mà buổi trưa nắng luôn thì nó càng quá đẹp nữa. Với những người dân ở đây cũng chia sẻ với mình đó, là cái thời tiết ở ngoài đảo thường thường nó ít mưa hơn đất liền. Thật ra là nếu mà cả nhà đi đảo, cả nhà sợ mưa thì cũng khá là ít gặp. Đó, đây là cây cầu cảng nè, một trong những cái khu vực mà cả nhà có thể là chụp đón ánh hoàng hôn á.
của một cái đoàn khách du lịch. Đó, ngay chỗ mà cái quán ăn mà mình chia sẻ với cả nhà, nếu mà cả nhà ăn lẩu ha, phải nói là ở đây là bán rất là xuất sắc. Quý vị có khẩu vị mà chua chua ngọt ngọt á, với hải sản tươi, chỗ quán Sông Tuyền này cả nhà. Rồi, để mình bây giờ mình sẽ chạy ngược ra bên chỗ bến tàu và chỗ mà khách du lịch lên á, để chia sẻ với nhà về quang cảnh xung quanh ở đó ha, để cho cả nhà cảm nhận rõ về cái nét đặc biệt và đặc trưng ở tại Hòn Sơn như thế nào, về hai cái địa điểm trung tâm. Còn ngoài ra thì cái đoạn đường mà trên núi mà mình chia sẻ với cả nhà vào những cái clip ngày hôm nay á, ngày hôm qua thì cả nhà cũng cảm nhận được rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng ra chỗ bến tàu thôi, nên tập trung đông đúc nhất là tại Hòn Sơn. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2022. Đây là buổi tối cuối cùng, hôm nay là ngày thứ 6. Mình ở tại đảo Hòn Sơn ở tỉnh Kiên Giang. Thì trong buổi tối ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với cả nhà về cái quang cảnh mà chợ trung tâm ở tại đảo Hòn Sơn ha. Thì đây là cái chỗ mà bến tàu mà chúng ta đi đến đó cả nhà. Thì buổi tối ở khu vực này á, có thể nói là khu vực trung tâm ở tại đảo Hòn Sơn á, là sẽ rất là tấp nập về những cái quán cà phê, cũng như là những cái quán ăn, những cái quán uống với những cái món hải sản đặc sản. Thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà ha cùng trải nghiệm cái cảm giác chung với mình để xem người dân ở đây ở tại ngoài đảo thì sẽ như thế nào. Thì cũng chia sẻ luôn với cả nhà một lần nữa ha, về cái số lượng mà người dân ở tại đảo Hòn Sơn á thì khoảng là trên dưới 9.000 người thôi. Nói chung thì cũng không có quá đông cả nhà. Nhưng mà gần như thì những ai ở đảo đây á đều là lâu năm hết á, thành ra là ai cũng quen mặt hết cả nhà. Khi mà cả nhà mà đến ở Hòn Sơn á, cả nhà chỉ cần nói nhà nghỉ nhà thôi là chúng ta sẽ biết đây là một trong những cái quán đó. Hello, nhậu vui vẻ đó. Thì đối với khu vực trung tâm á, có rất là nhiều nhà nghỉ cũng như là những cái chỗ bán hải sản á, nhưng mà chỉ hoạt động mà mạnh mẽ nhất vào hai ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật thôi. Thì cũng chia sẻ với nhà một lần nữa ha, nói về đảo Hòn Sơn chúng ta sẽ có hai bến tàu. Một là bến tàu chính ở đây. Đây là bến tàu gần như là đón du khách vào cái thời gian là từ tháng 10 tới tháng 5. Còn từ cái tháng 6 bước đi á, mình đang nói tháng Tây nha, thì lúc đó là cái bến tàu này sóng đánh rất là dữ dội do gió nó đổi mùa cái nha. Thì còn một cái bến tàu ở bãi Bất nữa. Thì lúc đó thì những cái tàu mà chở khách sẽ bắt đầu là đưa khách về bãi Bất. Còn đây là bãi chính của chúng ta. Đó, cả nhà xem ha. Khi mà chúng ta lên bến tàu chính á, thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm là khu du lịch Lại Sơn kính chào quý khách. Nhưng mà đa số là những người dân á, là cho thuê các nhà trọ đó. Đó, hay là nhà nghỉ á, thì sẽ ở cái khu vực ven hai bên. Thật ra thì đảo Hòn Sơn á, là một trong những đảo thì cả nhà đi vòng vòng chắc khoảng chừng mười mấy km thôi. Nhà thấy chúng ta cũng có những chỗ bán hộp gà nướng nè, bánh lăng, bánh tráng nướng, ở đây hình như cái gì xoài lắc thì bán.
Cả nhà thấy buổi tối thì khu vực này là sóng đánh khá là nhiều đúng không ạ? Rồi chúng ta đang đi tới một trong những cái điểm mà tập trung rất là nhiều các du khách vào buổi tối, đó là chỗ ăn uống. Hello, chào mấy con. Đó, đây chúng ta đã tới một cái quán cà phê. Có rất là nhiều du khách trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Nếu mà vào ngày mai á, thứ bảy á, cả nhà đi ở đây á, gần như là chúng ta sẽ đông kín du khách luôn á. Nhưng mà do là ngày hôm nay là ngày tối thứ sáu, cũng có lượng khách nhưng mà có thể nói là cũng chưa có quá đông. Đối với đảo Hoàng Sơn á, thì cả nhà hai ngày cuối tuần là cái thời điểm mà du khách gần như là full các nhà nghỉ hay là hotel tại đây. Nhà thấy thì hải sản tươi sống sẽ được bày bán ở trên cái khu vực chợ trung tâm như vậy. Đối với cái đoạn đường chính ở tại trung tâm ở đảo Hòn Sơn á, thì chắc dài chắc cũng khoảng trên dưới 1 km thôi cả nhà. Đây thì chúng ta cũng có nhiều cái loại thức ăn để chúng ta có thể lựa chọn lắm nè. Phở nè, hủ tiếu nè, bò kho, bò né, cơm, bánh canh. Mà phải nói là mình để ý là về cái hải sản ở tại đảo Hòn Sơn đó nha, là rất là tươi luôn đó. Cả nhà thấy là có những cái chỗ bán hải sản tươi sống như vậy để cho du khách có thể vô lựa chọn, rồi sau đó là những cái quán ăn sẽ chế biến tại chỗ. Cá bớp, cá mú, cá quỵt, gà ác, ghẹ, hải sản, cơm chiên, cá mặn, bò vân vân. Thì những cái loại hải sản thì sẽ được trưng nhiều nhất vào trong cái thời điểm mà tối ngày mai, tối thứ bảy. Còn bữa nay thì đó, bữa nay thì có lẽ là cái hải sản thì nó cũng sẽ có giới hạn. Rồi, chúc gia đình ngon miệng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một trong những cái món đặc sản, đó là gỏi cá trích. Đặc sản ở tại Hòn Sơn. Cơm chiên ghẹ. Khu vực này thì có thể nói là gần như là tập trung khá là đông du khách thôi nha. Tại vì đây thì có một cái chỗ là một cái view mà nó hơi đưa ra ngoài một tí. Sông buổi tối rất là cao luôn. Ngoài ra thì cái nhà thấy đối diện nè, đó cũng là một trong những cái nhà nghỉ. Thì ở ngoài đảo Hòn Sơn cũng như là đảo Nam Du thì cái nhà kiếm khách sạn rất là khó. Tại vì gần như là cái chi phí mà xây dựng ở ngoài này á, nó khá là cao. Đó, khu vực này là vừa bán cà phê nè, xung quanh kia là bán hải sản nè. Thì theo như mình được biết là cái vật tư mà để xây dựng một cái chỗ ở đất liền á, thì nếu mà một cái căn nhà xây ở đây nó sẽ khoảng bằng 3 căn nhà xây ở đất liền. Thì cái chi phí nhân công á, thì khá là cao. Đây cũng có rất là nhiều loại hải sản tươi sống nè. Hôm qua mình giới thiệu với cái nhà tí nha. Cho em xem cái nha bà chủ. Dạ. Cái nhà xem nè, mực tươi rối luôn. Tôm này cả nhà. Đó, cá nè, ốc nè, con nhum nè. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái chỗ mà bán hải sản là theo mình thấy là rất là đầy đủ cho du khách có thể chọn lựa ha. Cho em xem cái nha. Chúng ta có gì? Ở đây thì chúng ta có ghẹ nè cái nha. Ghẹ rất là to luôn. Bên đây là cũng là ghẹ.
tùy theo cái size và trọng lượng thì sẽ có những cái giá khác nhau đúng không ạ? Đây là những cái con sò gì đó, khá giống sò mai mà không biết phải không. À, đây là ốc tiêu đói luôn. Nói chung là mình thấy khu vực này là hải sản tươi sống rất là nhiều ha. Cái này là ốc gì đó mình quên rồi, mà nó có cái vỏ rất là đẹp. Ngoài ra cái hồ hải sản tươi sống của chúng ta còn có tôm tích nữa cả nha. Rất là ngon đúng không ạ? Chỉ là cá mú nè. À, ở đây chúng ta có hình như là mực hay bạch tuộc sống luôn nè. Còn nếu mà cả nhà ăn hải sản đây thì quá chất lượng rồi. Rồi cảm ơn chị chủ nghe chị chủ. Rồi chúc chị chủ ngoan bán đất. Dạ có khô luôn hen. Dạ ở đây mình có gì nhỉ? Khô cá thiều. À, cá bóng nè, hải sản, quá là hấp dẫn. Chị chủ cũng rất là nhiệt tình muốn giới thiệu cái sản phẩm của mình cho anh chị em cô chú bác biết nè. Ta có tôm khô. Quá hấp dẫn luôn. Cái nhà mà có muốn mua làm quà thì đây là một trong những cái chỗ nên mình thấy là chị ấy rất là nhiệt tình và dễ thương ha. Chỗ mình là chỗ Thiện Hòa. Chỗ mình là chỗ Thiện Hòa ha chị chủ. À dạ. Thiện Hòa rất là dễ thương ha. Cái nhà có ghé Hòn Sơn thì cả nhà ủng hộ chị ấy nha. Rồi chúc chị chủ ngoan bánh đắt. Rồi chúng ta hãy cùng đi xem tiếp thôi. À, chúng ta sẽ tiếp tục tới một chỗ cũng là hải sản nè. Chỗ này thì cũng có hồ kè nướng nè, nhưng loại hải sản cũng bỏ trong những cái hồ. Đó, đây là một trong những cái chỗ quán hải sản cũng khá là đẹp. Ngoài ra thì ở khu vực này thì cả nhà thấy thì cũng bán những cái món đồ lưu niệm đó. Thật sự là cả nhà nên đi vào ngày thứ bảy ha. Tối thứ sáu thì cả nhà cũng thấy là cái lượng du khách cũng không có quá đông cả nhà. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày buổi tối cuối cùng ở tại bánh tráng nướng hải sản. Quá là hấp dẫn luôn. Đâu để cho cả nhà xem ha. Rồi chào bà chủ. Bánh tráng nướng hải sản. Hải sản là mình có cái gì bà chủ? À mực ha, mực. À, vậy là hải sản là mực nha. Cái nhà hấp dẫn. Một cái chỉ có 15 ngàn thôi bà chủ. Dạ. Dạ, rất là phải chăng luôn. À. Rồi, chúc bà chủ may mắn đắt nha. Gọi cá trích. Ở đây cũng là một trong những cái chỗ bán hải sản tươi sống nè. Ừ, cái chích của cô này là cá làm tại chỗ luôn. Quá hấp dẫn. Cái chích là cá này nè cả nhà.
cô ấy mình thấy là đang lạng sương á. Chợ chỗ này cũng là một trong những chỗ bán hải sản ở đây. Hải sản ở đây thì cũng na ná giống nhau ha. Quán này thì mình thấy khá là đông. Hải sơn. Rồi, cả nhà muốn ăn cơm thì đây chúng ta có cơm, cơm sườn cộng nè. Hộp vịt kho. Cơm thịt heo thì gần như là một trong những cái món ăn mà ưa thích của người dân ở đảo nha. Tại vì gần như người dân ở đảo ở đây á, người ta nghe cái mùi hải sản á, người ta bị ngán. Thành ra là cơm là theo như là người dân chia sẻ với mình là cơm là người ta thích ăn nhất thịt heo á, hay là thịt bò gì đó. Đây cũng có một cái xe bán bánh tráng ha, rất là lung linh màu sắc luôn. Đây chỗ bán trà sữa nè. Bánh canh giò heo nuôi, sưng tố chè Thái, quán chợ đêm. Rồi, vậy là chợ đêm của chúng ta là chỉ vỏn vẹn trong một cái khu vực như vậy thôi. Thì chắc cả nhà cũng cảm nhận được rất là rõ ràng về cái quang cảnh mua bán của người dân ở tại đảo Hòn Sơn, ở hai cái khu vực mà bến cảng đầu tiên mình chia sẻ vào buổi tối. Và cái khu vực buổi tối, xin lỗi cả nhà, đầu tiên là bến cảng ở Bãi Bất á, buổi sáng. Và cái khu vực mà chợ đêm ở bãi tối buổi tối này phải không ạ? Ngay chỗ chợ trung tâm. Thì phải nói là đây là một trong những cái điểm du lịch mà mình thấy là đầu tiên là không có chèo kéo du khách đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là bán cũng khá là nhiều những cái loại hải sản tươi sống mà mình cũng đã từng ăn thử, thì mình thấy thật sự ở đây bà con bán đồ hải sản tươi sống rất là ngon cả nhà. Nó giòn mà nó thơm nữa. Thì nếu cả nhà khi nào mà có dịp ghé đến Hòn Sơn á thì cả nhà hãy trải nghiệm ha. Cái nhà muốn đông vui, cái nhà nên đi thứ bảy, đó là điều chắc chắn. Tối thứ bảy, còn chủ nhật thì tối không còn đông nữa, nhưng nó cũng đông hơn những cái ngày thứ trong tuần. Tối thứ bảy, tối chủ nhật ha. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị em cô chú bác rất là nhiều đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh chúc anh chị em cô chú bác luôn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và có thêm kinh nghiệm du lịch khi đến Hòn Sơn, đảo Hòn Sơn tại tỉnh Kiên Giang. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo.